chị ơi của chị xong rồi đấy ạ. Dạ. Cảm ơn chị. Hồi hộp quá. Chị xem tình trạng của mình sau khi làm nhá. Ôi, khác hẳn luôn đấy chị ạ. Em không cảm nhận ra em luôn ấy. Hai cái bên kế bên nhau này nhỉ, nó mờ đúng không chị? Không không thấy đâu luôn, như kiểu chị bơm cái gì vào ấy. Em chào chị Yến ạ. Chào chuyên gia Trang Thanh. Chị Yến ơi, mình vừa thực hiện liệu trình điều trị thơm mát tại thẩm mỹ OIO rồi đúng không ạ? Vậy chị có thể chia sẻ một chút cảm nhận ngay lúc này được không ạ? Đây, chị đang soi gương, chị đang thấy khác lắm luôn đây này. Hai cái bên nếp nhăn này này, đấy với cả phần này này, chị thấy nó mờ đi rõ rệt luôn ý. Mà em cảm giác bây giờ da em nó căng này, bóng này, xong sờ vào nó mềm như da em bé. Dạ vâng, chị Yến ơi, nhìn bằng cảm quan mắt thường thì em thấy là da của chị đã đẹp hơn và bóng hơn rất là nhiều so với lúc đến với thẩm mỹ OIO rồi. Và ở trong iPad của em thì có hình ảnh mà chúng em đã chụp lại trước khi mà chị thực hiện điều trị. Thì em có thể xin phép chị chia sẻ lên đây được không ạ? Ok. Dạ vâng, chúng ta có thể theo dõi hình ảnh của chị Yến trước khi mà đến với thẩm mỹ OIO, trước khi mà thực hiện thơm mát quý vị ạ. Vâng, chị Yến ơi, chị nhìn lại hình ảnh của mình thì chị cảm thấy thế nào ạ? Hai người khác luôn ý. Cái này thì da mình nó bị xỉn màu này, dạ, rất là nhiều nếp nhăn. Nhưng bây giờ mình soi gương vào thì thấy da mới làm xong 60 phút thôi mà thấy khác hẳn luôn nhá. Nó căng bóng hơn này, mà da nó đều màu hơn. Dạ vâng, chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ các nếp nhăn của chị ở vùng trán này, vùng khóe mắt này, vùng rãnh cười này, và có một chút ở phần nọng cằm nữa đúng không ạ? Dạ vâng, đây là hình ảnh trực diện và đây là hình ảnh góc má bên trái của chị này, nhìn rất là rõ các cái nếp nhăn chị ở vùng có thể mắt. Thấy được cái phần vâng. Phần nếp nhăn của mình ngay ở như trên cái chỗ trên trán đây, đây ngay trên trán. Dạ. Và mình do mình có thói quen hay dướn cái hay dướn phần lông mày lên. Dạ. Rãnh cười của mình thì cũng khá là sâu. Do mình cũng hay cười nhiều ấy. Hay cười với cả em sinh hai bé xong là một năm trở lại đây là em thấy hai cái bên này của em trũng sâu xuống luôn ấy. Vâng, rất là rõ. Ở đây là phía má bên đây bên phải nữa. Vâng, rất là rãnh cười bên này đúng không ạ? Vâng. Vâng, chị Yến ơi, chị có thể hoàn toàn yên tâm. Đó là khi mà chị thực hiện điều trị bằng thơm mát 2021 ở bên thẩm mỹ OIO thì chị có thể trẻ da tới 10 tuổi đấy chị ạ. Và hiện tại thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng da của chị Yến sau khi mà làm xong đã căng bóng và đẹp hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là 30-40% hiệu quả thôi chị nha. Vâng ạ, về sau từng ngày từng tuần hiệu quả sẽ còn rõ rệt hơn nữa. Và khi mà lớp collagen tăng sinh và tái tạo da cho chị thì sẽ giúp cho da chị cái căng mướt này, bóng đẹp và khỏe hơn bây giờ rất là nhiều đấy ạ. Là còn trẻ nữa thôi, chỉ cần trẻ như này thôi là được rồi. Đối với thơm mát 2021 làm xong thì về nhà chị sẽ cố gắng, mình sẽ chống nắng giúp em này. Mình không đi massage cũng như là tác động mạnh lên cái vùng cơ mặt của mình, ít nhất là trong vòng tầm khoảng 20 ngày đầu sau khi mình trị liệu chị nhé. Và đối với thơm mát thì hiệu quả nó sẽ càng ngày nó sẽ càng đẹp lên. Tức là ngay sau khi làm này mình cảm nhận thấy có sự biến chuyển này. Như hiện tại. Và sau đấy là tầm khoảng một tuần sau, 2 tuần sau, 3 tuần sau, chị sẽ thấy tình trạng da của mình, những cái nếp nhăn nhỏ nó sẽ hết dần đi, và ngay cả những cái nếp nhăn to chị cũng sẽ thấy cái hiệu ứng trên da của mình nó hoàn toàn khác. À thế ạ, có nghĩa là cái liệu trình này là mình sẽ hàng ngày hàng giờ là mình sẽ đẹp dần lên đúng không? Đúng rồi ạ, chị sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi của làn da mình qua từng ngày từng giờ luôn đấy ạ. Vâng chị Yến ơi, chị hãy nhớ làm theo những chỉ định của chuyên gia bên em chị nhé. Chắc chắn rồi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Và bây giờ thì em xin phép mời chị sẽ xuống dưới ạ. Cảm ơn chuyên gia Trang Thanh.